cặp vợ chồng mới cưới đang chèo thuyền kayak trong tuần trăng mật trên biển. Người đàn ông muốn nhìn vợ mặc bikini, bất ngờ rút dao. Không chần chừ thêm nữa, chiếc thuyền kayak đã bị thủng. Điều tốt là họ không xa bờ. Nước ấm hơn và nhanh chóng bơi vào bờ. Nước ấm hơn và bây giờ là mùa đông. Gió lạnh gào thét đập vào đầu. Cả hai ướt sũng trong gió và lạnh đang run lên vì lạnh. Tên của người đàn ông là Mike, là một chuyên gia sinh tồn nổi tiếng. Anh ấy đang nói về việc đưa người vợ mới của mình, Rose, đi hưởng tuần trăng mật. Đây là Tasmania, phía nam Australia. Họ sẽ ở đây 3 ngày 3 đêm. Cả hai nhanh chóng thay quần áo sạch sẽ, nhân tiện một làn sóng thức ăn cho chó. Sau đó Mike bắt đầu đi bộ xung quanh. Tôi đang định tìm một nơi có địa khí tốt để xây dựng một nơi trú ẩn. Nơi này được bao quanh ba mặt chỉ đơn giản là được thiết kế riêng cho hai người. Chỉ cần một mái nhà và nó hoàn hảo. Ngắm biển vào ban ngày, bạn cũng có thể vun đắp tình cảm vào ban đêm. Ngừng nói những điều vô nghĩa, Mike dựng chiếc thuyền kayak bị dột của mình lên làm mái nhà. Một nơi trú ẩn đơn giản đã hoàn thành. Tiếp theo là đốt lửa. Mike phụ trách chế tạo dụng cụ chữa cháy. Rose đi gần đó để kiếm củi. Anh ấy sẽ sử dụng công nghệ tạo lửa nguyên thủy nhất, lửa ma sát. Hai người cọ sát với nhau như vậy rất lâu. Khi họ đốt lửa, mặt trời đã lặn, quá muộn để tìm thức ăn. Đêm đầu tiên, hai vợ chồng phải nhịn đói đi ngủ. Thức dậy vào ngày hôm sau, Mike cảm thấy đau lưng rõ rệt, nhưng sự sống còn phải tiếp tục, phải giải quyết vấn đề nước ngọt trước. Mike đào thẳng xuống đất. Anh ấy sẽ sử dụng phương pháp trưng cất để lọc nước biển, đặt một số tảo bẹ trong hố, sau đó bọc nó bằng một túi nhựa, sau đó dùng đá ép xung quanh túi ni lông để sức nóng của mặt trời bốc hơi nước trong tảo bẹ. Ở phía bên kia, Rose đang thu thập tảo bẹ bên bờ biển. Người phụ nữ này nghịch ngợm, cầm một miếng tảo bẹ và khéo léo vỗ vào những viên đá trên bờ. Sau đó, cô ấy cắt một miếng rong biển lớn và mang về trại để được uống nước sạch. Mike quyết định dùng tảo bẹ để làm bình đựng nước. Quy trình sản xuất rất đơn giản, chỉ cần lấy cành cây và buộc nó lên, sau đó đặt nó dưới hố nước vừa đào, cuối cùng đặt đá lên trên túi nhựa. Nước cất sẽ nhỏ giọt vào bình chứa. Mặc dù ý tưởng rất sáng tạo, nhưng lấy nước ngọt kiểu này chậm quá. Mike quyết định đi dạo để xem có nguồn nước ngọt nào khác không. Trên đường đi, anh ta tìm thấy hai cục phân động vật. Nếu bạn dùng tay véo, bên trong có cỏ. Nói nó là động vật ăn cỏ. Cái còn lại màu trắng. Nó có nghĩa là có canxi trong đó. Có thể phán đoán đây là loài ăn thịt. Bất kể con vật nào, dựa trên kinh nghiệm của mình, ở đâu có động vật ở đó có nước. Chắc chắn rồi, Mike sớm tìm thấy một đầm lầy. Mặc dù nó có vẻ bẩn, nhưng Mike cũng có cách lọc chúng thành nước sạch. Rose không nhàn rỗi vào lúc này. Cô ấy đang tìm kiếm bữa tối hôm nay bên bờ biển. Chúc may mắn hôm nay, trực tiếp thu hoạch bào ngư lớn. Tôi sẽ bù đắp cho chồng tôi vào buổi tối. Vào buổi tối, Mike đã trở lại với nước đầm lầy. Mặc dù đã được sàng lọc, nhưng vẫn có mùi khó chịu. Nó vẫn cần phải được đun sôi để uống. Rose nóng lòng muốn cho Mike xem bào ngư và ốc xà cừ của cô ấy. Mick tràn đầy niềm vui. Chúng ta có thể có một bữa tối hải sản tối nay. Rồi Rose lại đến vũng nước, mở túi nhựa, mới vớt được nửa bát nước ngọt, có một hương vị nhanh chóng. Nó có mùi vị tuyệt vời, không những không mặn mà còn có chút ngọt. Mang đồ ngon như vậy về cho chồng nếm thử. Mike cũng nghĩ nó ngon, chỉ là số lượng quá ít, không đủ uống. Vì vậy, chúng tôi vẫn phải đối phó với nước đầm lầy mà Mike mang về. Đầu tiên đổ nước đầm lầy vào thùng chứa, ném đá nóng vào, nước sôi ngay lập tức. Rút nhặt nó lên và nếm thử. Không thể nói nó xấu, nó giống như uống nước từ một con mương hôi thối. Mike không tin uống thử. Tôi gần như nôn ra bữa ăn qua đêm của mình. Nó an toàn, nó ẩm ướt, nó thật tuyệt vời. Nhưng anh bạn, nó có mùi và vị như phân. Đột nhiên có một tiếng động lớn trên bầu trời. Họ đứng nhìn ngơ ngẩn. Đây là nhịp điệu của cơn bão sắp tới. Một cặp vợ chồng mới cưới sống sót trong vùng hoang dã. Họ cần nâng cấp nơi trú ẩn trước khi cơn bão đến. Với sự nỗ lực không ngừng của hai, một biệt thự sang trọng gia cố cuối cùng đã hoàn thành. Lúc này trời bắt đầu mưa. Cả hai trốn trong biệt thự và chuẩn bị bữa tối. Hai con bào ngư to khiến người xem chảy nước miếng. Chỉ đơn giản là sự hưởng thụ của hoàng đế. Đây là bữa ăn protein đầu tiên họ có trong 2 ngày. Buổi tối cuối cùng vợ chồng cũng không phải nhịn đói. Bạn có thể sống hạnh phúc trong thế giới của hai người. Sáng sớm ngày mai, cả hai ra ngoài tìm khẩu phần ăn hôm nay. Vợ chồng cùng làm. Rose đi biển tìm hải sản. Mike đi loanh quanh xem có phát hiện gì mới không. Anh ta tìm thấy một loại cây trông giống như một củ hành tây. Nó rất giàu carbohydrate. Nó cũng có thể được ăn sống. Sau đó, một loại trái cây hoang dã đã được phát hiện. Ở địa phương nó được gọi là táo bên bờ biển. Nó có vị mặn và ngon, đồng thời Rose cũng tìm thấy rất nhiều quả nam việt quất. Lại lấy mà không nói một lời. Trở lại trại, họ bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Trời ạ, đây chắc hẳn là bữa ăn dành cho hoàng gia. Có hải sản bào ngư đầy đặn và các món khai vị khác nhau. Ngoài ra còn có nhiều loại trái cây sau bữa ăn. Trong vùng hoang dã này, nó chỉ thừa dinh dưỡng. Các bạn xem qua màn hình có chảy nước miếng khi nhìn thấy không? Bữa ăn này nhất định hai người rất thích. Đây là đêm cuối cùng cặp đôi sẽ ở đây. Hướng máy ảnh vào mặt trăng và đi ngủ. Sáng ngày thứ tư, Mike và Rose lên đường đến bãi biển với những ngọn đuốc để chờ giải cứu, để các đội cứu hộ xác định chính xác vị trí của họ. Hai người đốt lửa trên bờ. Khói dày đặc khiến trực thăng tới tìm chính xác. Chuyến trăng mật ra đảo kết thúc tại đây.
Điểm dừng chân tiếp theo của họ sẽ là một hòn đảo hoang vắng ở trung tâm Nam Thái Bình Dương. Chuyện gì sẽ xảy ra với cặp đôi ở đó? Các bạn hãy subscribe kênh HDT Network để đón chờ ở những tập tiếp theo.